nhỏ là chị mà. Kem đặc biệt thơm ngon vô cùng hấp dẫn đây bà con ơi. Nào là kem cây, kem cuộn Thái Lan, kem được làm từ trái cây và sữa tươi nguyên chất, càng ăn càng nghiền, càng ăn càng ngon, đủ mùi đủ vị. Kem dâu, kem vani, kem sô cô la, kem trà xanh, kem khoai môn, kem sầu riêng và rất nhiều loại kem khác. Ta nói mùa hè ơi ước mà có ngay một cái kem để thưởng thức thì thiệt là ngon hết sức. Nhắn tay lên cho chú chơi, mãi vô mãi vô mãi vô. Hấp dẫn nhà bà Bảy luôn, đi đâu mà vội mà vàng, dừng chân ghé lại gian hàng kem tươi, ăn vô mát lạnh tỉnh người, được em khuyến mãi nụ cười bản kem. Kem cây, kem cuộn Thái Lan đặc biệt thơm ngon thân thiết, được làm từ trái cây tươi, hợp vệ sinh an toàn thực phẩm, càng ăn càng nghiền, càng ăn càng ngon, ngon gì mà ngon hết sảy, vừa thơm vừa mát vừa giòn, càng ăn càng ngon, ăn là nghiền, ăn là nghiền, ăn mà nghiền thì ráng chịu, nhớ rủ bạn nghiền cùng ăn nha cô chú anh chị. Trân trọng kính mời và kính mời.
Bởi vì đâu có để hoài không được quá. Chụp hình nữa hả? Ở đây ngủ uống trà. もしもしミシミシ。Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chẳng những cho em thích mà người lớn chẳng thích luôn, bác ơi, còn cần